Các bé có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là con voi, trong tiếng Anh được đọc là elephant. Đây là con voi, trong tiếng Anh được đọc là elephant. Các bé xem đoạn video về con voi nhé. Các bé xem con vật tiếp theo nhé. Các bé có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là con heo, trong tiếng Anh được đọc là pig. Pig. Đây là con heo, trong tiếng Anh được đọc là pig. Các bé xem đoạn video về con heo nhé. Các bé xem con vật tiếp theo nhé. Các bé có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là con heo, trong tiếng Anh được đọc là pig. Đây là con heo, trong tiếng Anh được đọc là pig. Các bé xem đoạn video về con heo nhé. Các bé xem con vật tiếp theo nhé. Các bé có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là con cò, trong tiếng Anh được đọc là stork.
Trượt. Các bé có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là con cò, trong tiếng Anh được đọc là Stork. Các bé xem đoạn video về con cò nhé. Các bé xem con vật tiếp Các theo bé nhé. Có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là con rết, trong tiếng Anh được đọc là centipede. Centipede. Đây là con rết, trong tiếng Anh được đọc là centipede. Các bé có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé xem đoạn video về con rết nhé. Các bé xem con vật tiếp các theo bé nhé. Có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là con mèo, trong tiếng Anh được đọc là cat. Đây là con mèo, trong tiếng Anh được đọc là cat. Các bé xem đoạn video về con mèo nhé. Các bé xem con vật tiếp theo nhé. Các bé có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé.
Đây là cá heo, trong tiếng Anh được đọc là dolphin. Dolphin. Các bé có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là cá heo, trong tiếng Anh được đọc là dolphin. Các bé xem đoạn video về cá heo nhé. Các bé xem con vật tiếp các theo bé nhé. Có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là con nhím, trong tiếng Anh được đọc là hagfish. Hagfish. Đây là con nhím, trong tiếng Anh được đọc là hagfish. Các bé xem con vật tiếp các bé theo nhé. Có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là con gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là con lừa, trong tiếng Anh được đọc là donkey. Donkey. Đây là con lừa, trong tiếng Anh được đọc là donkey. Các bé xem đoạn video về con lừa nhé.